Ngày 26 tháng 7, Hội nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác hội nông dân cơ sở và chuyên đề Đảng ta thật là vĩ đại cho cán bộ hội nông dân cơ sở. Trong thời gian 5 ngày, gần 60 học viên là chi hội trưởng chi hội nông dân của 23 xã thị trấn được cung cấp các nội dung về lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nghiệp vụ hội nông dân Việt Nam, tổ chức hội và một số nghiệp vụ công tác hội cơ sở, chuyên đề về Đảng ta thật là vĩ đại. Trong quá trình học tập, các học viên còn được đi thực tế tham quan mô hình phát triển cây na tại huyện Võ Nhai. Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị thêm những kiến thức về lý luận chính trị và nghiệp vụ theo tài liệu mới của Trung ương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ hội nông dân ở cơ sở, cũng như nghiệp vụ và kỹ năng công tác hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới. Kết quả, số học viên đạt loại xuất sắc chiếm 8,8%, giỏi 26,3%, khá 45,6%. Nhân dịp này, Trung tâm Chính trị huyện đã trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng và trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học.